Quân Híp, anh gấu đỏ, nhìn cái niêu có thể biến được ra tiền đây này. Em đùa bọn anh à? Cái niêu đất đen xì xì đấy mà biến được ra tiền á? Cái này mới biến được ra tiền, khéo cậu giàu to từ lâu rồi. Đúng là ấy, thế giới rộng mênh mông, ếch ngồi đáy giếng không biết được nhiều chuyện kỳ lạ. Úm bà la xì bùa. Tiền đấy này. Ủa, tiền thật luôn á? Chắc là em giấu tiền ở đâu rồi em biến ra cái gì? Em giấu ở đâu được, bây giờ em sẽ làm lại một lần nữa nha. Lần này cậu thử biến 5.000 tớ xem nào. Ok, 5.000 hay 50.000 hay là 500.000, quá là đơn giản cái niêu này luôn nha. Hay. Ê, dừng. Em định làm ảo thuật cho bọn anh xem cái gì? Để anh kiểm tra xem là có tiền không. Ngửa tay ra xem nào. Không có, thấy chưa? Bảo rồi. Giấu tiền vào đâu, chắc chắn là giấu tiền vào đâu rồi. Ngửa lốt tay này ra xem. Cứ bắt em phải ngửa tay. Ngửa ra xem nào. Đấy, thấy chưa? Đã bảo là không có rồi. Nhìn thấy chưa? Không có gì nhá. Bây giờ bắt đầu à. Úm bà la xì bùa. Thấy chưa? Bảo biến 5.000 có 5.000 thật nè. Wow, cái niêu này siêu nhở. Đừng có mà sờ linh tinh, không vỡ cái niêu này của tớ là hết đường làm ăn luôn ấy. Thế bán cho anh 5.000 nhá. Tớ giả 10.000, cậu bán cho tớ nhá. Cái niêu đất này á, giá khởi điểm của nó sẽ là 200.000. Bắt đầu. 205.000. Có cái niêu đất thôi phải tận 200. Nhưng mà nó biến ra được nhiều tiền. 300.000. 300.000. 300.000 tiếp. 306.000. 306.000. 500 kém. Thằng này trả đã kiệt chỉ thật đấy. 307.000. 307.000. Chơi hẳn 310.000 đi. 400. 400. Quyết định luôn, 500.000. 500.000. Mình lấy đâu ra tiền nhỉ? Chỗ này còn có mấy nghìn tiền ăn xôi thôi. Thằng này nó lắm tiền thế à? Anh gấu đỏ, anh có trả giá không? 500.000 lần thứ nhất. Yeah, sắp thuộc về mình rồi. Sắp xấu rồi. Anh không có tiền đâu, thôi để cho Quân mua đi. Được rồi, thế thì tớ sẽ bán cho Quân với giá 500.000 cái niêu kiếm ra tiền rồi nhá. Tiền trao thì trả múc. Được rồi, đợi tớ ở đây, tớ về tớ bán xe đạp. Rồi tớ đưa tiền cho cậu. Mình về, mình bán xe đạp đi. Rồi mình biến nghìn lấy cái niêu này, biến ra tiền mua xe máy. Tiền ơi. Tiền đây à? Phát tài rồi, giàu rồi. Nhưng mà Quân Híp ơi, tớ còn phải dặn cậu một điều đây này. Ở đây ấy, đông người qua lại, thế nên ấy, là cái niêu này nó sẽ không tác dụng đâu. Thế nên bây giờ ấy, cậu phải tìm chỗ nào thật là kín nha. Và cậu cầm cái niêu này lên, nói một câu thần chú, đó là: tôi bị điên, tôi muốn bao nhiêu tiền đấy? 500.000 hay là 20.000, cậu tùy nói nha. Tớ biết rồi, thôi tớ đi về đây. Tớ về tớ làm giàu đây, bye bye. Niêu thần tài, niêu thần tài. Bây giờ mình sẽ biến tiền thôi. Úm ba la, tao bị điên, niêu ơi cho tao 500.000. Vẫn không có gì. Chắc nó không nghe rõ. Bây giờ mình phải nói to hơn. Tao bị điên, cho tao 500.000. Vẫn không có. Hay là nó không có tờ 500.000 nữa. Hay mình biến 200.000 thôi. Liêu ơi, tao bị điên, cho tao 200.000. 200.000 cũng không có. Thôi, thử biến 1.000 thôi xem. Liêu ơi, tao bị điên, cho tao 1.000. Vẫn không có. Hà sao, lừa mình rồi. Mà lúc đấy sao mình ngu thật nhở. Bây giờ phải đi sang nhà Hà Sam, tìm Hà Sam mới được. Ha 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 ha
Hà Tam ơi, tao cái nồi đấy in ra tiền mà em không để biến ra thật nhiều tiền, em bán cho nó rẻ thế. Em lừa quần hiếp rồi anh Kiều Đỏ ơi. Em lừa thế nào? Lúc nãy anh thấy em biến hết tiền mà. Thực ra là em đã nhét tiền ở trong tay. Và những cái lúc mà em úm ba la xì vừa rồi em làm anh không để ý thì em sẽ trả tiền ra. Thế là có tiền ở trong niêu còn gì nữa. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy anh kiểm tra hết rồi còn gì nữa, có thấy tiền đâu. Thì anh kiểm tra tay này thì em còn cầm tay này chứ. Nhưng mà anh kiểm tra cả hai tay rồi cơ mà. Thì cái lúc mà anh kiểm tra tay còn lại thì em lại cầm chuyển sang tiền sang bên tay kia rồi. Thế là con hiếp bị lừa mua cái nồi đen xì xì với giá 500.000 à? Đúng rồi, nồi đấy em được cho anh có đỡ, người ta vứt lăn vlog rải đồng ấy. Thôi bây giờ ấy, chạy nhanh còn kịp được không ấy. Con hiếp nó già ấy, nó đánh cho mình sấp mặt ấy. Thơm quá. Cả trời tớ. Ha 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 ha!